Esowa mago nathanyo dasana sa visuthiyam etang hitumhe patichatam marasetang panohanang Esowa mago nathanyo dasana sa visuthiyam etang hitumhe patipachatam Maratang panohanang Eso wamago natanyo dasana sa utiyam Etang he patipachatang Marasetang pamohanang Đường này không đường khác đưa đến kiến thanh tịnh. Nếu ngươi theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. Châu ạ, một lần nữa, con cung kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng và xin xin nhường mic cho Rum. Đại tri ân Đại Đức Nhẫn. Dạ, cô tu nữ Tây Viên hôm nay có cầm mic được không? Mời cô ạ. Nếu cầm mic được, cô cho một tín hiệu và như mình kính mời tất cả bàn tay quý vị trong đạo tràng vị nào có thể ai xinh đẹp của mình lên thì Nhật Quỳnh xin nhường mic và có nhà cha sa thủ nhà bữa nay có tâm hương tiên phong nhà Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Alo dạ kính cảm ơn chị Nhâm nhà cái đây là cái kinh là công việc của tất cả thiền tiến này nha. Tam Phương thấy nhật hình tội nghiệp quá thâu lên cho rồi. Trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng và Nam Mô Bất Thai giả, Nam Mô Tham Ma giả, Nam Mô Sân Khai giả. Con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng với cô tư nữ, mến chào tất cả Phật tử, kính cảm ơn chị Đặng Đông, Nhật Huỳnh, Trần Đạo, Hoa Nguyệt để cho biết âm thanh rõ. Dạ. Eso wamago tha thay no dasanasa visuddhiya e tang hitam he patipaccata marasetang pamohanang. Để khó kể. Đường này không đường khác đưa đến nếu người theo đường này ma quân hay ma vương sẽ mê loạn. Dạ. Đại dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, đó là duy nhất con đường, chẳng lối nào khác. Thanh lương kiến phần ma vương nhìn ngắm than thẳm lo âu sợ hãi thế nhân đi vào. Dạ, đó là vở thơ Dựng Tòa Dưới Đất. Ê xô qua man gồ na thanh nhô đa sa na sang quỷ xô thi gia Ê tăng hi tâm hi pa ti pa chất tha ma ra xê tăng và mô ha năng e so wa ma ko tha năng nhô đa sa năng ta vi su thi ya e tăng hi tâm hi pa ti pa cha tha ma ra se tăng và mô ha năng e so wa ma go na tha nhô đa sa na sa vi su thi ya e tăng hi tâm hi pa e pa cha tha ma ran che tăng ba mô a năng e so wa ma go na tha no đa sa na sa vi su thi ya ê tăng hi tâm hi ba ba tê ba cha tha
ma ra se tăng bà mô hà năng. Đường này không đường khác đưa đến kiến thanh tịnh. Nếu người theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. Dạ, bản vịt Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đó là duy nhất con đường, chẳng lối nào khác. Thanh lương kiến phần, ma vương nhìn ngắm than thầm lo ấp sợ hãi. Thế nhân đi vào và phổ thơ thượng tọa dưới đất. Xin nhường biết lại cho chị Đặng Đông ạ. Sa thú chị Lạc Lê, con kính đảnh lễ ba ngôi Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con đảnh lễ sư Pháp Tính, sư Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Khánh An, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 274. E so wa mắt go na thanh nhô đá sa na sa quý su thí già. Ê tăng hí tùm hề ta tiết trá thá mà xê tăng bá mồ há năng. Ê sô quá mắc gồ ná thành nhô đá xa ná xa quý suốt thí già. Ê tăng hí tùm hề ba tí bắt trá thá mà rá xê tăng bá mồ há năng. Ê sô quá mắc gồ ná thành ná sa ná sa quý xít thí già. Ê tăng hí tùm hề ba tí bắt chá tha mà rá xề tăng ba mồ há năng. Đường này không đường khác đưa đến kiến thanh tịnh. Nếu ngươi theo đường này, ma quân sẽ bê loạn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê sô quá mắc cô ná thanh nhô đá xa ná xa quý suốt thí già. Ê tăng hí tùm hề ba tí bắt chá thá mà rá xê tăng bá mồ há năng. Đó là đất con đường chẳng lối nào khác. Thanh lương kiến phần, ma dương nhìn ngắm than thầm lo âu sợ hãi. Thế nhân đi vào. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, nô mô Bức Thầy Giá, nô mô Tâm Ma Đá, nô mô Thầy Giá. Đảnh lễ tận thọ Đại Đức Thích Tính, Đại Đức Tẩy Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ Thưa Tôn Nữ Khánh An, Thưa Tôn Nữ Tổ Viên. Xin chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Ngọc Trần, chị Đặng Đông, chị Loan Hữu và con tôi nữa cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể thôi kinh pháp cú số 274 ạ. Ê sô va mát ngô gồ na thắng đá sa na ca vì suốt thí gia. Ê tăng phi tuôn Minh Châu. Ê quá
thi ya e tăng hồn tâm hệ pháp chi pháp chấp tha mắc ra sê tăng bà mô ha ha năng. Đó là duy nhất con đường, chẳng lối nào khác. Thân như chứng thần, ma dương nhìn ngắm than thầm, lo âu sợ hãi thế nhân dạng. Đó là khẩu thơ của Thầy Thượng Đức. Và con đã thể xong. Và xin gửi mít tờ cho cô Tư Nguyễn Thị Liên. Sa thú lành thay. Dạ, cảm ơn chị Trần Đào. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Pháp Tính, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, để hiện dạy câu pháp cú số 274. Esowamakgo Nathanyo Dasanat Savipsuthiya Etang Yunghe Bhattipat Chathama Shasetang Vammo Hanang Esowamakgo Nathanyo Sanasavi suthiya etang hitam hepati pachatha marasetang bhamohanang esowa makvonat thanyo Đà sa na sa vi su thi ya e ni tâm e pa ti pa cha tha ma ra se tăng ba mô ha năng. Đường này không đường khác đưa đến kiến thanh tịnh. Nếu ngươi theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đó là duy nhất con đường, chẳng lối nào khác. Thanh lương kiến phần, ma vương nhìn ngắm than thầm, lo âu sợ hãy thế nhân đi vào. Phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã kể xong. Dạ, bây giờ thấy tín hiệu của Sức An Minh. Dạ, kính mời An Minh. Dạ, sa thú lành thay. Cảm ơn cô Tự Duyên. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính, đại đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Thanh An. Dạ, An Minh em kính chào quý anh chị, cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 274. Eso vamakgo nathanyo dasana savisuthiya etang itamhe patipacchatha marasse tang bamohanang eso vamakgo nathanyo dasana eso vamakgo nathanyo dasana savisuthiya ê tăng hi tâm hề ba tí ba cha tha ma ra sê tăng ba mù ha nâng ê sô ma gô na tha nô đa sa na sa vi su thi ya ê tăng hi tâm hề ba tí ba cha tha ma ra sê tăng ba mù ha nâng. Đường này không đường khác đưa đến kiến thanh tịnh. Nếu ngươi theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu.
e so wa ma ku na than yo da sa na sa vi su ti ya e tang ni tam he pa ti pa cha tha ma ra se tang ba mo ha nang e so wa ma ku na than yo da sa na sa vi su ti ya e tang ni tam he pa ti pa cha tha ma ra se tang ba mo ha nang. Đó là duy nhất con đường, chẳng lối nào khác. Thanh lương kiết phần, ma vương nhìn ngắm than thờ thầm, lo âu sợ hãi thế nhân đi vào khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, em kính mời chị Ấm Vân tiếp theo. Kính mời chị. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sếp Thái Minh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khoa Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ Giáo Pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng. Con kính lĩnh lễ, dạ, hình như là không có Thượng Tọa Minh Hạnh, Sức Như Quân. Dạ, con kính lĩnh lễ Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Dạ, cảm ơn sư. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 274. Ê so quá mắt vô nát thanh nhô giáp xá nát xá quý suốt thí già ê tăng hí tùm hề phá tí chá thác ma ráp xê tăng phá mồ há năng ê sô quá mắc vô nát thâm nhô giác xá nát xá quý xuất thí già ê tăng tăng hí tùm mê phá tí phá chá phá ma rách xê tăng phá mồ há năng đường này không đường khác đưa đến kiến thanh tịnh. Nếu ngươi theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Sâu, Minh Châu. Đó là duy nhất con đường chẳng lối nào khác. Thanh lương kiến phần, ma quân nhìn ngắm than thầm, lo âu sợ hãi thế nhân đi vào. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Dân đã ôn bài xong. Dạ, Sít Tâm Pháp ôn bài chưa? Mến mời Sít Tâm Pháp, mến mời Sít Nhật Quỳnh nha. Dạ, sa thú, xin cảm ơn Cẩm Vân. Nam Mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, Tâm Pháp. Đặng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kính lễ cô tu nữ Thâm Ma Chá Rí. Dạ, cảm ơn Đặng đông. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Thâm Ma Chá Rí. Giờ vào đạo tràng. Dạ, kính chào tất cả đạo tràng. Tâm Pháp có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Tâm Pháp không biết sao không cầm mic được hả? À, dạ, vậy thôi. Dạ, vậy bây giờ nhà Nhật Quỳnh xin trả bài. Dạ, Nhật Quỳnh xin trả bài. Cô tu nữ Thâm Ma Chá Rí mới vào đạo tràng, nhưng không dám mời. Nên Nhật Quỳnh xin phép trả bài để thỉnh mà sư lên giảng bài hôm nay ạ. Dạ, con xin được ôn bài Pháp Quốc Kinh số 274. Ê sơ quá mắc gô na thành nhô đát sa na sa quý xuất thị già ê tâm hi tùm hê bát tí bát cha thác ma ra xê tăng bá mô hà năng. Đường này không đường khác đưa đến kiến thanh tịnh. Nếu ngươi theo đường này, ma quân sẽ mê loạn.
Dạ, đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ê sơ qua mắt gờ na thanh nhô đa sa na sa vì suốt thi gia Ê tâm hi tâm hê bà tít bà cha tha ma ra sê tăng nà mô ha năng. Đó là duy nhất con đường, chẳng lối nào khác. Thanh lương kiến phần, ma vương nhìn nhẩm thăng thành, lo âu sợ hãi, thế nhân đi vào. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Cẩm Vân, cô Ái Minh, cô tu nữ Tệ Duyên, Trần Đạo, Sích Rạng Đông. Ơn đại đức tệ nhận đã cùng với chúng con ôn bài pháp của kinh số 273. Bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới là câu pháp của kinh số 275. Dạ, cảm ơn Rạng Đông cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được học bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Ma Sam Bồ Đà Sa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc giả ngài dời chân sang, thuyết pháp đổ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính giữ pháp từ, là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phụ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được chi chi vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhận từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 175. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được yên vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. À, dạ, hôm nay lại là một tuần trôi qua, à, đến phía lân sư chia sẻ Phật pháp đến cùng với quý vị. Hãy đừng để đánh mất khoảnh khắc này, rất khó, à, rất là khó, mặc dầu là lúc nào cũng chỉ có thực tại thôi, nhưng mà thực sự chúng ta luôn đánh mất cái cơ hội ngàn vàng. Và thật khó có được một kiếp người khi chúng ta được gặp diệu pháp mà chúng ta không khéo nghe diệu pháp, không khéo để thấy được khoảnh khắc thấy nó đã diệt, nó không còn sanh lại nữa, thì khoảnh khắc tiếp thâu nó cũng lại vậy thôi. Và khoảnh khắc quan sát hay là của xúc thọ, lúc đó chúng ta thấy nó chỉ là các quẩn sanh và diệt ở ngay đây, không còn cái gì nữa cả. Chúng ta khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta không còn mơ về phạm thiên, chư thiên hay là thánh thần hay là bất cứ một cái điều gì, mà chúng ta chỉ yêu quý mỗi những cái sát la hiện tại mà Đức Phật đã giảng dạy về diệu pháp này.
Nếu như chúng ta thấy được cái thấy nó sanh và diệt, và đối tượng thị giác không phải là ai cả, thì chúng ta sẽ đặt cái tham ái, đặt cái vô minh, và không còn tưởng nó, tưởng về quá khứ hay ai nữa. Tâm của chúng ta rất là nhẹ nhàng, không quá khó, nhưng mà rất khó cho những người vô minh. Phật đã nói giáo pháp của Đức Phật chỉ dành cho những người trí. Mà trí ở đây không phải là chúng ta học nhiều bằng cái chữ ngôn ngữ, mà cái trí ở đây nó đến từ cái sự hiểu biết đúng ngay tại khoảnh khắc này. Vậy thì chúng ta hãy làm sao học pháp thật là khéo léo, để mà chúng ta nắm bắt được cái khoảnh khắc này. Chỉ cần một cơ hội mà chúng phát sanh lên trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta sẽ lần ra được cái mối dây, mối dọ của chúng, và mới hủy diệt được vô minh. Còn nếu như chúng ta học Phật Pháp mà chúng ta không có thấy chúng đang ở ngay trên cái đời sống của mình, thì chúng ta sẽ đi xa. Và cái bài kệ này thì chúng ta biết, mấy bài kệ ngày hôm nay thì các ngài đã thuyết tới 4 bài kệ nè. Và hôm nay thì sư xin trình bày đến bài kệ thứ 3. Bây giờ thì chúng con xin đành lễ ơn Đức Tam Bảo ạ. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwademi swakhato phagawata thammo thambang namasami supatipanno phagawato sawaka sangkho sangkhang namasami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Thế Tôn, Đấng Toàn Tri Diệu Giác, Vô Lượng Từ Bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật xứng đáng là Thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo giáo pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đành lễ ân Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, Ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và được chấm dứt khổ tử sanh luân hồi. Phước báo do đành lễ ân Đức Tam Bảo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc chư đại đức tăng, các bậc thầy tổ, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sinh, Ngạ Quỷ Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc và thấy pháp ở trong đời sống hàng ngày. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, chúng ta luôn luôn đi chặt ra cái con đường trung đạo. Thay vì chúng ta chỉ cần khéo như lý tác ý một chút xíu thôi, nó vào được cái con đường trung đạo là nó sẽ vận hành tâm của chúng ta, nó rất là sáng suốt. Chúng ta phải để ý. Bây giờ thì chúng con xin chia sẻ cái câu kệ này bằng để trích nghĩa từ vựng. Trước khi chính nghĩa từ vựng, xin đọc một lần. Ê tăng hít tung hê bát tí pan na đúc khác năn tăng ca ri sát thác ác khá tô vô mát gia mát cô hành nhát giác san na san thác năng. Ở đây ngài dịch là văn xuôi là: bởi vì khi các ngươi đã thực hành đạo lộ này thì các ngươi sẽ chấm dứt khổ đau. Đúng vậy, sau khi biết được cách nhổ bỏ mũi tên, đạo lộ đã được ta thuyết giảng cho các ngươi. Hai câu kệ đầu là hai cái vần kệ đầu là ê tăng hí tum hê pát tiếp Panna đúc khát sâm tăng Karisattha, là bởi vì khi các ngươi đã thực hành đạo lộ này thì các ngươi sẽ chấm dứt khổ đau.
Cái từ ê tăng thì chúng ta biết là nó là một cái đại từ ha, nó là cái đại từ. Cái câu kệ nó chỉ ra này, hay là nó còn có cái nghĩa là gì? Nó còn có cái nghĩa là ở trong cái câu kệ này thì nó còn có nghĩa là đạo lộ, hay là con đường đi đến đạo lộ. Hí, bởi vì tum hê đó là tum há, mà nó là cái chia theo ngôi thứ ba số nhiều. Các ngươi ở đây Đức Phật chỉ cho những cái người đệ tử của Ngài, cái người có niềm tin vào trong giáo pháp của Ngài, hãy lắng nghe lời Ngài dạy về con đường tứ thánh đế này. Các con hãy đi trên đó sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. Và thực sự chúng ta tưởng là cái tứ thánh đế nó ở trong sách vở không? Khi mà chúng ta nấu nướng quét dọn đi tiểu đi tiêu lời nói, khi chúng ta tiếp xúc những cái âm thanh mắt tai mũi lưỡi của chúng ta, nếu mà chúng ta khám phá ra nó đều là nằm trong thánh đế hết. Chứ không phải thánh đế nó làm một cái gì đó mà chúng ta thấy nó ghê gớm lắm, không phải. Nó chỉ những cái âm thanh rời rạc mà chúng ta chấp thành âm thanh của người này người kia thôi. Nó chỉ có nhiêu đó thôi. Cái từ Patti Panna đó thì chúng ta biết là nó là cái căn pát, tiếp đồng ngữ Patti. Patti Patti đó tức là cái pháp, đây là cái nói là pháp thực hành, nó không có đúng chút nào thưa quý vị. Để nói là cái pháp này là pháp hành chứ không phải là pháp thực hành, nhớ như vậy. Không bao giờ cái pháp này, chúng ta nhớ mỗi một điều là pháp là nó đã sanh khởi bởi duyên của nó rồi. Và Đức Phật dạy cho chúng ta là cái người mà lắng nghe diệu pháp khéo như lý tác ý, để tiệm cận sát sao cái chánh niệm, nó tiệm cận sát vào với cái thực tại đang sanh đó, để cho trí tuệ nó hiểu pháp này là pháp gì, để loại bỏ cái ý tưởng về ngã, vậy thôi. Nhưng mà chúng ta khó khéo thì chúng ta rất dễ sanh ra những cái phương pháp thực hành như thế này như kia để chúng ta muốn tìm hiểu xem cái giáo pháp này là gì. Thì cái tìm hiểu của chúng ta là nó đi sai đường này. Mà cái pháp duyên sanh là nó sanh, nó hiện hữu một cách rất là chóng vánh và nó diệt đi liền. Nên là chúng ta phải thật khéo nghe diệu pháp và như lý tác ý thì chúng ta mới thấy rõ, biết rõ được. Chứ còn làm gì mà có cái chuyện mà chúng ta dùng cái phương pháp nào đó để thấy pháp, để mà thấy diệu pháp. Pháp nó sanh bởi duyên thì nó có ở đó mà, rồi nó diệt đi. Nên là chúng ta phải dùng, ở đây chúng ta là cái pháp hành, patti patti. Hay là cái nghĩa của nó là đã đi theo. Đó, thì cái chánh niệm này nó đã được đi theo sau những cái gì là thấy nghe ngửi nếm đụng mà nó đã diệt rồi. Cái lý mít tá của nó để, nó còn để lại cái lý mít tá của nó ở đó. Thì chúng ta nắm bắt được cái lý mít tá sát sao này, không có bị những cái những độ tâm sau, cái tưởng nó chi phối vào, nó hình thành lên những cái ý niệm về ngã, thì lúc đó tâm của chúng ta nó được tỉnh giác là như vậy. Cái tiếp đồng ngữ pháp tí là theo hay là trên, tức là nó theo sát đó. Rồi cái từ đúc khát sanh tăng, đúc khát sanh tăng, thì cái từ đúc khát sanh tăng nó là một cái hợp từ, là cái từ đúc khát sát cộng với anh tăng. Cái từ anh tăng, cái danh từ của nó là anh tá, là danh từ ở đây chia theo đối cách. Chia theo đối cách trung tánh, và nghĩa của nó là tận cùng hay là chấm dứt. Tận cùng hay là chấm dứt. Tận cùng cái gì? Tận cùng sanh tử.
Tức là tận cùng cái gì? Tận cùng lậu hoặc. Lậu hoặc đã được, được trí tuệ diệt tận, tận cùng. Cái lậu hoặc đó từ đâu mà có? Thì chúng ta biết là từ thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm mà không có chánh niệm tỉnh giác lên là nó phát sinh ra lậu hoặc, và nó vừa là phiền não, rồi nó qua đi, rồi nó tích lũy ở trong dòng nghiệp lực của nó, và cái phiền não đó nó ẩn tàng. Từ anh tá này là cái chỉ cho cái sự tận cùng hay là chấm dứt hay là vô sanh. Cái từ vô sanh ở đây hay là cái gì vô sanh, tức là các cái lậu hoặc này nó không sanh lên được nữa, gọi là vô sanh. Cái lậu hoặc ở trong tâm nó không sanh lên được nữa, nó không có sanh được nữa nên là nó gọi là vô sanh. Chấm dứt, dứt bạc, không còn phiền não nữa. Ngài Viên Minh hả, thì ngài nói là cái tánh biết của nó là cái gì, thường hằng hay là cái gì, hình như đúng rồi, và nó cái gì? Thanh tịnh trong sáng à. Nhưng mà nó không phải, không? Rồi cái từ Karisattha, cái căn kha, là một động từ, tha động từ. Ở đây chia theo số nhiều là sẽ làm, sẽ làm. Tiếp theo cái câu thứ hai và là Akhato vô Madhya Maggo Anyaya Sanna Santhanang. Đúng vậy, sau khi biết được cách nhổ bỏ mũi tên, đạo lộ đã được ta thuyết giảng cho các ngươi. Từ Akhato đó thì cái căn của nó là căn kha, tiếp đầu ngữ của nó là A cộng với tá. Đúng là Akhati, nhưng mà ở đây nó chia theo quá khứ phân từ, nó thuộc về lam tánh và chia theo đối cách, nên là nghĩa của nó là đã được giảng dạy. Đã được giảng dạy bởi ai? Bởi Đức Thế Tôn ha, đã được giảng dạy. Tiếp đồng ngữ A là cái hình thức của quá khứ, kha là căn của nó là nói hay là thuyết, vô, cái từ vô hay là cái từ má văn thì nó là một cái đại từ. Vô thì nó, cái từ má văn và cái từ vô thì hai cái từ này nó đều đồng nghĩa, nó là một cái đại từ. Ở đây chia theo đối cách số nhiều là cũng chỉ cho các ngươi, tức là chỉ cho các những ai mà những cái đối tượng mà đang nghe Đức Phật giảng thuyết về chánh pháp á. Maya hay là cái từ á hăng á, đó là á hăng thì cái ngôi thứ ba số ít, còn má gia thì nó là cái ngôi thứ ba số nhiều. Nó cũng là một cái đại từ mà ở đây chia theo sở dụng cách là bởi ta hay là bởi ta, tức là bởi ta ha. Anh nha giá là cái căn nha, căn nha thì chúng ta biết rồi, căn nha là căn của nó là cái đến sự hiểu biết ha. Ở đây là động từ bất biến, là sau khi thấy rõ. Sau khi thấy rõ bằng gì? Bằng tuệ, nhớ nha. Sau khi thấy rõ bằng tuệ. Bằng tuệ ở đây là gì? Bằng những cái tuệ siêu thế đạo, siêu thế quả, bằng tuệ. Tiếp đồng ngữ A đó là gần hay là hướng về hay là xung quanh. Căn nha tức là biết,
Tiếp theo là sanh nát, sanh thắt năng. Sanh nát, sanh thắt năng thì nó là một cái hợp từ nè, sanh lá cộng với sanh thắt nát. Nhóm từ nó thuộc chung tánh, và ở đây câu kệ này nó chia theo đối cách là cái việc nhổ bỏ cái mũi tên của khổ. Nhổ bỏ cái mũi tên là khổ là mũi tên gì? À, mũi tên ái và mũi tên vô minh. Thực tế chúng ta có ái được ai không? Không, ta chỉ ái với cái sự suy nghĩ của mình về cái con người này, người kia mà thôi. Thực tế là thế giới này nó chỉ có những cái sắc, màu, âm thanh, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh. Và chưa từng có một ai sanh ở trên đời này, bởi vì không có con người. Trong chân đế pháp thì chỉ có pháp thôi. Trong cái cứng chỉ là cái cứng, không có người cứng, không có người trong cứng. Mà cái cứng không phải là người, cái cứng cũng không, nó cũng không biết cái chi cả, nó không buồn, không vui, không giận, không hờn. Mà cái cứng thì nó chỉ có cái tâm thân thức nó biết được thôi, chứ còn cái thấy nó cũng không biết cái cứng, cái mềm. Còn cái suy nghĩ thì nó suy nghĩ về cái tướng của cái cứng mềm khi được xúc chạm, chứ nó cũng không có nhận biết cứng và mềm. Đó, thì sư nói một ít như vậy để cho chúng ta, chút nữa chúng ta vào đề tài pháp á, thì chúng ta biết là cái con đường tứ thánh đế đã nói hoài rồi, thì sư xin cái bài pháp này để chia sẻ với quý vị về các cái đối tượng trong đời sống hàng ngày. Cái từ sanh lá thì chúng ta biết là cái danh từ trung tánh, chỉ cho cái mũi tên, cái mũi tên ái, mũi tên này là cái mũi tên ái hay mũi tên vô minh nó bắn vào trong đời. Từ sanh thắt ná, cái căn của nó là căn sanh, là cái danh từ trung tánh, là việc nhổ bỏ, cái nắng dịu, tức là nhổ cái ái nhiễm lên, hay là làm nắng dịu các cái hành, ha, các cái hành. Đợt trước á, cái bài pháp trước á, nói về cái ấy, tuy cái quý vị không có đồng ý, nhưng mà nhiều Phật tử khi mà chúng ta nghe pháp kỹ đó thì chúng ta rất là đồng ý. Không phải là không phải sư nói về cái vấn đề đó đâu, mà chúng ta biết rằng là hồi bữa đó cô Nhật Huỳnh cô có hỏi là sư ơi, Đức Phật có cho ăn mặn không? Xin thưa rằng là Đức Phật cho chứ, nhưng mà Đức Phật không có cho cái gì, không có cho mình nhận thịt cá sống, có đúng không? Thì hôm nay sư trả lời, bởi vì hôm bữa sư đang thuyết giảng á, sư không có trả lời kịp, nên là sư trả lời rất là rõ ha. Một khi mình đã thấy rõ rồi thì mình mới thấy giới và các cái cư xử của mình nó thay đổi, quý vị quý vị đi ra luân hồi, quý vị đừng có đi vào, đi đừng có đi theo ai hết, mà hãy đi theo chánh pháp của Đức Phật. Quý vị đừng có đi xu hướng, mà quý vị hãy đi trên con đường trung đạo. Con đường đó là con đường của người bạn lành. Tất cả các chư Phật đều đi trên đó, tất cả các bậc thánh đi trên đó, tất cả các bậc hiền trí đều phải bước vào đó thì mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn chúng ta bước chật ra đó là chúng ta đang phá hủy giáo pháp của Đức Phật, không có lên một chút nào. Chúng ta tưởng là chúng ta ấy này kia, nhưng mà thực tế chúng ta đi địa ngục xa lắm đó thưa quý vị. Thật, nếu mà chúng ta không có vững mạnh trong tâm trí đó thì chúng ta là những người thiệt thòi. Chúng ta biết những điều hay, điều tốt Đức Phật dạy mà chúng ta không có bảo nhau để cho làm cho tâm nó mạnh mẽ lên được thì đúng là chúng ta rất là nguy hiểm ha. Và ở đây thì cái bài kệ này Đức Phật dạy là: nếu ngươi theo đường này, đau khổ được đoạn tận, ta dạy ngươi con đường với chí gai chướng diệt. Bài kệ rất là hay không? Bài pháp này thì chúng ta biết rằng Đức Phật dạy ở Sawat. Bài kệ này thì kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bài kệ này thì nó có bốn cái bài kệ. Đúng ra cái bốn cái bài kệ chúng ta mới thuyết trong cái lời Đức Phật dạy ở đây thì nó mới đúng được. Thì các ngài đã thuyết ba bài, nhưng mà con xin đọc tất cả bốn bài bằng tiếng Việt để cho quý vị hiểu.
Bát chánh đường thù thắng, bốn đế lý thù thắng, ly dục pháp thù thắng, giác nhân người thù thắng. Chỉ đường này độc nhất, khiến trí tuệ thanh tịnh, khiến chi kiến thanh tịnh. Nếu ngươi theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. Nếu ngươi theo đường này, đau khổ được diệt trừ. Hiểu được việc gai chướng, ta dạy ngươi con đường. Ngươi hãy tự nỗ lực, Như Lai chỉ dạy người thiền định tu đạo, thoát lưới ma, thoát khỏi lưới ma quân. Và cái bài kệ pháp cú này nó rất là ngắn. Cái tích truyện này thì rất là ngắn. Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Chetavana, đề cập đến 500 vị tỳ khưu. Và 500 vị tỳ khưu sau khi Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư đi vân du ở khắp cái xứ rồi trở về cái thành Sawatthi, và chư tỳ khưu ngồi trong cái hội trường đàm luận về đường xá, nói rằng con đường từ làng lọ sang làng kia bằng phẳng, con đường qua làng khác thì không bằng phẳng. Con đường này có sạn sỏi, con đường kia không có sạn sỏi, vân vân. Bằng cái cách ấy thì chư tăng nhắc lại cái lộ trình mình đã đi qua, thì Đức Thế Tôn quán thấy cái duyên lành mà chư tỳ kheo này có thể đắc được A-la-hán, nên là Ngài ngự đến giảng đường và Ngài ngồi đến chỗ đã soạn sẵn và hỏi: này các tỳ khưu, hôm nay các ngươi nhóm họp thảo luận về cái việc gì vậy? Thì Đức chư tại Đức Tăng mới bạch với Ngài rằng: bạch Ngài, chuyện là như thế, là như thế. Nghe vậy thì Đức Thế Tôn mới nhân cái cơ hội đó Ngài giảng dạy diệu pháp. Này chư tỳ kheo, đó là con đường ở bên ngoài, ngoại đạo. Một tỳ khưu chính danh cần phải công tác trên cái con đường thánh. Có làm như thế thì các chư tỳ kheo mới được giải thoát mọi khổ đau. Đó là cái bài kệ rất là ngắn gọn. Bài kệ rất là ngắn gọn. Bây giờ thì chúng con xin nói đến chư Đại Đức Tăng với quý vị. Bài pháp này thứ nhất nói cái câu kệ này thì để nói về cái tứ thánh đế căn bản. Bởi vì bài pháp này chúng ta phải nói ai cũng nghe tứ thánh đế rồi, thì chúng con xin nói về cái căn bản của tứ thánh đế. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào các thực tại trong đời sống. Chúng ta tưởng rằng chúng ta học thì chúng ta cứ nghĩ, chúng ta mơ mộng đi đâu đó và chúng ta tưởng rằng Đức Phật thuyết về cái gì đó nó rất là trừu tượng, nhưng không phải, thưa quý vị. Đức Phật chỉ dạy là gì? Đức Phật giác ngộ về cái gì? Khi mà Ngài tu tập Bồ Tát, khi Ngài còn Bồ Tát, Ngài còn tu tập, thì Ngài tu hai cái pháp loại dưỡng và khổ hạnh Ngài đều trải qua và không đem đến sự giác ngộ. Tất cả các loại thiền định cũng không đem đến sự giác ngộ. Và Ngài đã thấy rõ. Sau đó thì Ngài mới như lý tác ý. Ngài như lý tác ý. Với cái chánh tri kiến, với cái con đường trung dung, an nhiên tự tại, Ngài không có bám vào đề mục. Và mà Ngài cũng không có hướng cái tâm của mình qua năm căn môn ra bên ngoài với các dục. Với mắt của Ngài nhìn xuống tầm hai thước, trong sáng mở rộng, nó kết hợp với tâm ý của Ngài, nên là vô minh nó không thể nào nó che mờ được.
chúng ta thường hiểu lầm là chúng ta phải nhắm mắt như thế này như thế kia. Không phải. Ngài đã dạy cái chánh niệm tỉnh giác ở trước mặt rất là rõ. Và Ngài phát hiện, Ngài như lý tác ý, và Ngài phát hiện ra cái con đường trung đạo. Ngài phát hiện ra con đường trung đạo, con đường tứ thánh đế. Và Ngài phát hiện ra năm uẩn. Từ đó, từ ngàn xưa đến giờ chưa có Đức Phật ra đời thì không có cái từ năm uẩn. Tại sao này Ngài phát hiện ra thế gian này là năm uẩn? Bởi vì cái trí tứ thánh đế của Ngài, Ngài phát hiện ra năm uẩn, thế gian này chỉ là năm uẩn. Vì sao lại là năm uẩn? Vì Ngài thấy các uẩn này nó liên tục sanh và diệt. Uẩn là gì? Tức là những cái gì luôn luôn sanh và diệt được gọi là uẩn. Được gọi là uẩn. Chính vì nó luôn luôn sanh và diệt, nó không có cái gì lân đỡ và không có cái trụ bám gì cả. Do đó mà cái khổ thánh đế, cái trí về khổ thánh đế nó khởi lên nơi Ngài. Nó khởi lên nơi Ngài. Đúng chưa? Nó khởi lên nơi Ngài. Cái trí đầu tiên Ngài thấy rõ khổ. Ngài thấy rõ khổ. Trí đầu tiên Ngài thấy rõ khổ là gì? Sanh là khổ. Là Ngài thấy không phải là ta sanh ra, mà Ngài thấy tất cả cái gì sanh ra là khổ. Như vậy nè, thai sanh, loãng sanh, hóa sanh, thấp sanh, thấy tất cả sanh là khổ. Đã ở bất cứ nơi nào, vì Ngài đã thấy các uẩn này nó sanh gì? Sanh là khổ. Mà đã sanh ra thì phải già, phải bệnh, phải chết. Rồi khi sanh ra thì đương nhiên là chúng sanh sanh ra bao giờ cũng có thiện ác, nên là có sầu, có ưu, có ai, mất cha, mất mẹ, mất người thân, mất quyến thuộc, mất những điều mình ước muốn, mất những điều mình gìn giữ, tất cả sầu, bi, khổ, ưu, ai. Và khi Ngài thấy tất cả cái khổ đó, và Ngài mới kết luận rằng năm uẩn là khổ, thì năm uẩn dầu là Đức Phật, Đức Phật cũng là năm uẩn bị tiêu hóa. Thân xác của Ngài, các cái tâm của Ngài, dầu là Ngài có hết phiền não đi chăng nữa, thì bản chất của năm uẩn vẫn là khổ. Khổ là vì sao? Vì cái tính xâm diệt của nó là không có tự ngã, không có sự bảo vệ ở bất cứ phương diện nào. Đức Phật cũng không thể bảo vệ được năm uẩn. Nhớ một điều, Đức Phật cũng chỉ là năm uẩn, giác ngộ cũng chỉ là pháp. Pháp Ngài giác ngộ. Ngài giác ngộ không có nghĩa là Ngài nắm giữ và cầm cái biểu cái năm uẩn đó, đừng có sanh có diệt, không có. Do vậy Ngài cái trí tuệ toàn giác trí, Ngài thấy rõ như thật như chân. Do đó mà trí về khổ thánh đế là Ngài hiểu rõ nó. Ngài hiểu rõ nó. Rồi cái trí thứ hai thì lúc này Ngài thấy những cái khổ này nó đã hiện bày đó rồi, thì bây giờ cái gì là nguyên nhân của nó? Thì Ngài mới thấy rằng chính là vì có ước muốn, có mong mỏi, có mong cầu, có chờ đợi, có muốn thành tựu như thế này, như thế kia, cái sự dính mắc đó chính là nguyên nhân của sự khổ đau.
đó là thánh đế thứ hai. Và chúng ta để ý đi, trong đời sống hàng ngày chúng ta hết thích cái người này rồi lại ghét người kia, rồi trở lại ghét người này rồi thích người kia, hay là những cái đối tượng thị giác, đối tượng thị giác này chúng ta không thích hay là chúng ta thích đối tượng thị giác khác, lâu sau á chúng ta lại tâm chúng ta lại không còn thích cái đối tượng thị giác đó, chúng ta lại quay lại thích cái đối tượng thị giác này. Nhưng mà đối tượng thị giác nó có thích chúng ta không? Không bao giờ. Bởi vì bất cứ đối tượng thị giác nào nó cũng là vô tri vô giác, vô phân biệt. Nó bất cứ đối tượng thị giác nào nó chỉ là sắc, là sắc quẩn, không phải đàn ông đàn bà, không phải là cái chi chi khác, nó chỉ là vô chi. Và những cái ý niệm của tâm thức nó đặt để lên cho cái đối tượng thị giác đó mà thôi, chứ còn đối tượng thị giác của nó không bao giờ biết các bạn là ai, không là gì cả. Kể cả cái thân này, cái thân của chúng ta đang mang vác chấp thủ này, nó cũng không bao giờ biết chúng bưng biết cái gì cả, nó vẫn là vô tri vô giác thôi. Như vậy nếu mà chúng ta không hiểu cái điều này thì ái nó vẫn cứ nghĩ rằng có con này người này, có con người kia, có con người này xấu, có con người kia tốt, kiếp sau ta sẽ được như này, ta sẽ được như thế kia. Đó, ái đó, nó không có đâu xa. Và chỉ cần chúng ta thấy là tham ái nó có mặt suốt cả ngày, và chúng ta đang làm, kể cả chúng ta đang tu học, chúng ta cũng đang phụng sự cho ông chủ ái của mình. Từ cái đám ma, từ cái đám cưới, từ cái đám dỗ của cái nhà Phật tử, biết tất cả mọi thứ. Để mà người ta có tiền rồi thì chúng ta biết là tất cả mọi thứ chúng ta đều bị chi phối bởi ông chủ hết. Chúng ta có thấy không? Chúng ta có ông chủ không? Chúng ta phục vụ cho ông chủ một cách gọi là gì? Hoan hỷ. Một cách hoan hỷ. Và nó luôn luôn tô điểm lên cái ngã mạn cái tôi. Là tôi hay, tôi giỏi này kia, tất cả mọi thứ, chúng ta có thấy điều đó không? Ông chủ đó là chúng ta thấy ông chủ đâu có phải chi phối mình chúng ta đâu, nó chi phối cả cái thế gian này. Và chúng ta thấy chúng ta dính mắc là suốt cả ngày. Làm sao ra khỏi sanh tử luân hồi đấy? Chúng ta tưởng rằng đời sống của chúng ta cái nhân sanh tử nó nằm ở đâu? Không phải đâu, nó nằm sau thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm. Nếu mà chúng ta thấy được nó, rồi dần dần chúng ta thấy rõ nó, rồi chúng ta mới thấy được cái sự diệt của nó, rồi chúng ta mới thấy được cái con đường đưa đến sự diệt tận của nó, và chúng ta mới đi được trên con đường của nó với chấm chi kiến mà Đức Phật dạy đó, nó mới ra khỏi sanh tử luân hồi à. Thì các ái nằm ở đây này. Như vậy Đức Phật đã dạy ái là nguyên nhân của khổ. Bất cứ khi nào khi chúng ta cho đi cái người khác cái gì, chúng ta cũng đều mong mỏi cái người đó phải đáp ứng cái phần sự tốt đẹp về lại với chúng ta, phải trả chúng ta những cái điều, cùng nắm là cũng phải có cái lời cảm ơn cái này kia. Chứ còn khi mà chúng ta bố thí này kia mà người ta thờ ơ với mình là chúng ta lần sau chúng ta đâu có làm nữa, chúng ta ghét cay ghét đắng à. Chúng ta có để ý không? Ông chủ có mặt ở khắp mọi nơi. Chúng ta ghét người khác cũng có ái nữa, chứ không phải là ghét rồi không có ái đâu. Bởi vì ái là mẹ đẻ của cái sự ganh tị, ganh ghét, tham ái, sân hận. Và Đức Phật, khi mà Đức Phật thấy rõ cái bản chất của cái nguyên nhân chính là ái, và chúng ta biết là ái nó sanh ở đâu, đau khổ nó ở ngay đó. Nhưng mà vì sao vậy? Vì cái ái nó rất là khôn, nó sanh lên cùng với thọ gì? Thọ hỷ. Thọ hỷ
thọ hỷ nó, cái thọ hỷ đó nó sanh lên, nó phong tỏa và chúng ta cũng không biết được, không biết được nó. Nếu mà chúng ta không học hiểu thì chúng ta nghĩ rằng tham là nghiệp, chúng ta nghĩ rằng thọ hỷ là tham. Nhưng mà khi mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì thọ là thọ, tham là tham. Hai pháp này khác nhau hoàn toàn. Nghiệp là nghiệp, mặc dầu tham nó có thể đi chung với nghiệp, đi chung với thọ hỷ, nhưng mà các pháp này nó tách biệt lẫn nhau, không bao giờ nó hòa trộn với nhau, nó đồng sanh nhưng nó không bao giờ hòa trộn. Tham vẫn chỉ độc lập của tham, thọ vẫn chỉ độc lập của thọ. Đó, khi nào mà chúng ta chánh niệm như vậy, chúng ta mới thấy cái sự độc cư của các pháp. Còn nếu chúng ta không thấy sự độc cư của các pháp, chúng ta sẽ đồng hóa chúng, rằng là tôi tham, rồi chúng ta cho rằng cái hỷ tham này là như thế này như kia vân vân, rồi suy nghĩ nó cũng đi chung với tham, nhưng mà suy nghĩ nó khác, tham nó khác, và cái tâm biết nó cũng đi chung với tham luôn. Như vậy chúng ta thấy nếu mà chúng ta học pháp không kỹ thì chúng ta sẽ không nhận biết được, không có tách rời chúng ra được, chúng ta ra được, tách rời chúng các pháp ra được. Bởi vì ái nó luôn luôn, nó có vô minh đi cùng, và cái dự dính mắc của nó vào đối tượng. Nên chính vì vậy Đức Phật dạy cái nguyên nhân sanh ra đau khổ chính là ái. Chúng ta đừng có nghĩ rằng ái nó sẽ sanh ra đau khổ. Xa xăm không phải, nó sanh ngay ở đây, nghĩa có ái là có đau khổ liền. Nên là nó khổ nó có hai, là khổ của quá khứ và khổ của hiện tại. Khổ của quá khứ, nghiệp quá khứ nó chỗ trên mắt tai mũi lưỡi thấy nghe ngửi nếm đụng của chúng ta, mà cái khổ của phiền não nó đem lại ngay ở lúc này nữa. Còn cái khổ tương lai thì riêng là nó có rồi đó, nó không thể nào mà chạy khỏi được. Nên là chúng ta thấy cái khoảnh khắc này đó nó rất là quan trọng. Rồi cái sự Đức Phật dạy khi mà cái ái này nó được diệt tận thì chính là Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta biết là luân hồi là gì? Chúng ta phải biết là luân hồi là gì. Luân hồi nó chỉ có một vòng thôi, rồi nó lại tiếp một vòng mới, nó lại tiếp một vòng mới nữa. Nó chỉ có một vòng và lại một vòng, rồi lại một vòng, tức là một vòng quả, rồi nhân, phiền não, rồi nghiệp. Nó hết cái vòng đó lại tiếp tục một vòng mới, lại tiếp tục một vòng mới, lại tiếp tục một vòng mới. Và chính là vô minh và tham ái, chúng ta không nắm rõ pháp, nên là nó cứ cái bánh xe này nó quay hoài, quay mãi. Nên là chúng ta thấy có phải từ sáng đến giờ hết khoảnh khắc thấy rồi này, phiền não rồi này, vui rồi này, thấy rồi này, phiền não rồi này, vui hay này, nghe, ngửi, nếm, vân vân, rồi suy nghĩ. Cứ như vậy, nằm hoài, chứ chúng ta tưởng là cứ một vòng đó, nó cứ tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Nên là khi nào mà chúng ta thấy được cái mắt xích của nó, vô minh của nó đó, chúng ta sẽ đoạn diệt nó. Đoạn diệt nó. Mà đoạn diệt nó ở đâu? Xin thưa biết các bạn rằng hễ khi nào mà chúng ta bắt đầu nắm bắt được đối tượng thị giác, và chúng ta bắt đầu chánh niệm được với cái tâm biết, tức là cái tâm thấy, nó thấy cái đối tượng đó, và chúng ta thấy
cái tâm thấy này nó cũng diệt rồi, mà đối tượng nó không là ai cả, thì cái chánh niệm nó đi sát với những cái tâm sanh này. Nó sẽ phá hủy cái ý niệm về ngã, bởi vì nó tách biệt các căn môn, các cái thế giới của thực tại ra, không còn hình thành nên cái ảo tưởng về ngã nữa. Và lúc đó bắt đầu cái con đường tuệ giác từ danh sắc này bắt đầu nó dần dần nó phát hiện ra cái nhân duyên của nó, và phát hiện ra cái tam tướng của nó, và bắt đầu cái con đường đại tuệ của tứ niệm xứ. Tức là cái con đường tứ niệm xứ nó vào cái sự sanh diệt của nó là ra khỏi sanh tử luân hồi. Hằng ngày chúng ta có thực sự đã hiểu được đối tượng thị giác chưa? Khi mà chúng ta hiểu được đối tượng thị giác rồi, vậy thì chúng ta hiểu được cái thấy chưa? Nếu mà chúng ta chưa chánh niệm, chưa biết được cái thấy, thì chúng ta cũng chưa rõ biết được danh và sắc. Chúng ta vẫn mập mờ ở cái đối tượng thị giác. Như vậy chúng ta chưa rõ được danh là danh mà sắc là sắc. Và khoảnh khắc nào cũng chỉ có danh và sắc, và thực tại luôn luôn đang có mặt. Bởi vì tất cả các pháp chỉ có thực tại có mặt mà thôi. Và chúng ta có nhớ về quá khứ đi chăng nữa thì cũng không có quá khứ, mà cái khoảnh khắc nhớ đó cũng chỉ là thực tại thôi. Bởi vì cái nhớ đó là danh ở hiện tại. Còn cái câu chuyện của cái nhớ đó thì nó không có thật. Như vậy thì cái nhớ nó vẫn là đối tượng của chánh niệm tỉnh giác. Như vậy chúng ta khéo như lý tác ý để thấy ra được pháp chân đế, rõ biết ngay nơi căn môn của mình, thì mới chấm dứt được tham ái. Thì chúng ta mới thấy được sự diệt của nó. Diệt cái gì diệt? Tất cả những cái tâm hành mà đó đã sanh từ vô lượng quá khứ, qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý, nó không còn sanh lên ở bất cứ đâu nữa cả. Và khoảnh khắc này là mới hoàn toàn. Mới này do duyên, do cái khoảnh khắc trước nó diệt đi, nó để lại cái sự tích lũy cho tâm sau. Và cái tâm sau chính là cái tâm hiện tại này. Và cái tâm hiện tại này chúng ta không nắm bắt thì chúng ta nghĩ rằng nó là tương lai. Thì chúng ta biết được rằng là tương lai nó cũng chỉ là gì? Là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là xúc, là chạm, là màu, là mùi, là vị, là cứng, là mềm, là đất, là nước, là lửa, là gió. Nhãn thức thì nó chỉ độc cư với chính nó, tức là nó chỉ biết cái đối tượng thị giác nào có duyên để in dấu vào thôi. Con mắt của chúng ta thì nó có rất nhiều những cái cảnh sắc in dấu vào. Nhưng mà con mắt của con cá đó, do nghiệp của nó nên là cái cảnh sắc của nó cũng in dấu vào rất là nhiều, nhưng mà nó không đem đến sự hiểu biết. Nhưng mà cái thấy của con cá và cái thấy của chúng ta đều giống nhau, cũng chỉ là bảy sắc la. Và đối tượng thị giác cũng chỉ là đối tượng thị giác. Không phải cái thấy của Đức Phật bảy sắc la mà chúng ta là nhiều hơn, không có chuyện đó. Bởi vì Đức Phật đã thấu triệt pháp, dạy giáo pháp. Và cái thấy thì nó chỉ là mỗi việc thấy mà thôi, mà nó chỉ thấy cái đối tượng nào được in dấu nơi trước mắt này. Còn có rất nhiều những đối tượng nó không được in dấu vào mắt của chúng tôi hay của các bạn, thì các bạn chưa biết về nó.
cũng chưa có cái tưởng về nó, cũng chưa có cái nhớ về nó, chưa có cái thích thú về nó. Do vậy mà chúng ta nên nhớ rằng tu tập á, là gì? Là khi các pháp nó giao thoa với các căn, để biết được rằng ai là bậc hiền trí. Còn mà các pháp nó giao thoa với các căn mà lúc đó có vô minh và ái, thì đó là kẻ ngu đang xuất hiện rồi. Kẻ ngu ở đây chính là vô minh và ái. Còn bậc trí là gì? Khi mà các căn nó đang tiếp xúc mà có chánh niệm trí tuệ ở đó, bậc trí đang hiện diện, đang thấy biết rõ ràng các pháp như chúng đang là. Chúng ta tưởng bậc trí là ai đó, không, bậc trí không phải là ai cả. Bậc trí chính là trí tuệ của pháp học, của pháp hành, của pháp thành. Mà trên con đường Đức Phật dạy, nếu là bậc thinh văn đệ tử của Ngài đây. Còn Đức Thế Tôn là tự mình giác ngộ, nhưng mà cũng chỉ là sở hữu trí tuệ mà thôi. Như vậy Đức Phật đã dạy là ai thấy pháp người đó thấy Như Lai. Không có cái gì mà xa lạ cả, phải không? Rất là khế hợp. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta biết rằng thực tế là các pháp đã diệt rồi. Cái thấy vừa rồi, cái nghe vừa rồi, cái âm thanh vừa rồi mà chúng tôi nói với quý vị, chúng đã diệt hoàn toàn vĩnh viễn. Chúng không còn sanh lại nữa. Và bây giờ quý vị nhớ lại, thì cái nhớ đó không phải là cái khoảnh khắc của cái nghe. Nhớ lại này có đôi khi nó phát sinh ra trí tuệ, nó suy nghĩ, nó tác ý vào. Nên là chúng ta thấy nè, âm thanh nó có thể làm duyên cho trí tuệ, và âm thanh nó cũng có thể làm duyên cho vô minh. Như vậy là rất rõ ràng Đức Phật đã trình bày, Đức Phật đã cho chúng ta biết hai pháp nè, nghe và như lý tác ý. Đó là nhân sanh trí tuệ. Và cũng do nghe và không như lý tác ý mà nhân sanh ra vô minh và tham ái. Khi mà chúng ta không nắm bắt, không thực sự hiểu Đức Phật dạy cái gì, thì chúng ta mãi mãi chỉ đi trên cái con đường của gì? Của bát tà đạo mà thôi. Chúng ta đang đi trên bát tà đạo, nhưng mà chúng ta luôn luôn nói chúng ta là chánh đạo, chúng ta là Phật giáo nguyên thủy, hay là cái này cái kia. Đó là từ ngữ mà chúng ta nói lên nguyên thủy của nó. Ai đi vào bát chánh đạo, người đó mới thực sự là nguyên thủy. Và đi vào bát đạo là nhất khoát là giới, định, tuệ, các căn môn là trí tuệ và chánh niệm, chúng sẽ tự thu thúc cho bạn. Còn ai không đi đến, không đi được vào đó, chúng ta có làm cách nào đi chăng nữa, có ở hình thức nào đi chăng nữa, cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì xin thưa rằng con đường này nó chưa có vận hành, nó mới ở cái chỗ mà kìm lén, cố chấp và bảo thủ thôi, chứ không thực sự đi trên con đường trung đạo nha. Đó là chúng ta phải hết sức rõ ràng. Vậy thì khi mà Đức Phật dạy cái sự diệt tận là gì? Là ly tham. Mà phải hiểu rằng thế giới này có cái gì để mà tham thì mới ly tham được chứ. À, trí tuệ nó sanh nên nó thấy, ôi, cái thế giới này đúng thiệt là bao lâu nay ta đã ngu muội trầm luân sanh tử. Cái là đất, nước, lửa, gió, cái là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thần, tim, gan, da, lon, lá, lách, phổi, ruột già, ruột non, vật thực, chưa tiêu hóa, phẩm mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dầu trong da, nước miếng, nước mũi, nhớt, nước tiểu, óc. Cái vô chi, cái ăn xác chết này, cái ăn xác chết này, miệng đầy hôi thối này, cái thân thể này, đầy những bất tịnh này, đầy những cái bất tịnh này, vô chi này, đầy bệnh hoạn này, đầy giả tạo này. Cái này không phải là tôi mà cũng chẳng phải là ai. Chúng chỉ là cái đống thịt, đống xương, cái đống tứ đại mà cực kỳ hôi thối và bị chấp lầm là tôi hay là ai đó này. Có thức nó lương nhờ, nó lương gá này. À, chứ bản chất của nó cũng là vô chi mà thôi. À, nó chẳng khác gì con trâu, con chó mà chết lâu ngày. Mai mốt cái thân này nó cũng như vậy mà thôi.
Và hằng ngày thì đâu cần phải, hằng ngày chúng ta vẫn gấp xương, vẫn bỏ tử thi vào trong miệng đó, mà chúng ta vẫn khen ngon, khen tốt, vẫn tham đắm, vẫn mong ước đời này đời sau đó thôi. Nó có mặt hiện hữu ở ngay đây các bạn à. Khi mà chúng ta hiểu cái thế giới này chỉ là cái bãi tha ma, chỉ là cái lấm bồ hoang và không có tên tuổi gì cả, khi chết rồi thì ngay kể cả cái đống xương này cũng không bỏ lại vào trong nghĩa địa được, mà phải nhờ những cái ngũ quẩn còn sống người ta bỏ, hay là cái đó chặt, hay là người ta thiêu đốt nó. Và cái tâm thức này nó bám chấp vào cái ngũ quẩn này, nhưng mà khi mà tử thần đến thì nó bỏ đi cái một, nó vĩnh viễn nó không bao giờ ngó lại, nó không bao giờ có cái ý thức nào thương tưởng lại. Bởi vì tâm tử làm gì có cái tình thương. Cái người nào nói pháp mà không có hiểu biết cái gì, nói rằng tôi như thế này như kia, xin thưa với quý vị á, tâm tử là nó đi theo cái nghiệp mới của nó tục sinh. Nó không còn để mà nhớ. Quý vị có thích cái xác chết nào của quý vị trong quá khứ không? Không có ai thích cái điều đó hết trơn. Chúng ta chỉ thích cái thân đang có mặt này nè. Đầu là cái thân này nó gãy gọng, nó xúc này kia, nó già, nó cũ, nó hôm hem, nó xấu xí này kia, chúng ta vẫn chấp thủ ở đây mà thôi. Còn khi mà tâm tử nó sanh lên rồi thì sao? Nó không còn chấp cái này là thân của tôi nữa, nhà của tôi, vợ tôi, con tôi, tài sản của tôi, quyến thuộc của tôi, phước báo của tôi nữa. No, không có chuyện đó. Không có, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu các bạn. Do vậy là mỗi một kiếp sống nó là những cái ngũ quẩn mới được tạo ra bởi lương nhờ vào ngũ quẩn cũ này, chứ không phải là có tôi trong đời sau. Chúng ta hiểu lầm. Và ngũ quẩn nào thì cũng chỉ để bỏ vào nghĩa địa như các ngũ quẩn khác mà thôi. Không có cái gì mà tốt đẹp gì ở đây cả, bởi vì nó đã là bản chất rồi. Do vậy khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ không ước muốn về quá khứ, và chúng ta cũng chẳng ước muốn về tương lai, bởi vì tương lai chúng ta không nắm được gì cả, mà quá khứ nó đã qua rồi. Mà tương lai nó có chỗ ác nghiệp gì chăng nữa thì nó chỗ bởi nhân bởi duyên của nó, mà nó có chỗ thiện nghiệp cũng chỉ chỗ bởi nhân bởi duyên của nó, chứ không có ai cho chúng ta cả. Nó chỉ nó tạo ra ngũ quẩn nào, điều đó không biết. Mà đã không biết mà chúng ta cứ đi tìm cầu cái chưa sanh, chưa có mặt, thì đó là Đức Phật dạy cho chúng ta là kẻ ngu, tức là tâm vô minh và tham ái. Còn cái đang có mặt mà chúng ta không biết rõ nó, không biết nó là gì, hằng ngày chúng ta sống với nó mà bị nó chi phối, mọi đau khổ, mọi tai ương mà chúng ta không hiểu được về đó. Thì làm sao mà chúng ta thoát khổ đau được, phải không? Đó, điều đó là đương nhiên. Như vậy là sự diệt tận tham ái có thể ở ngay đây, không có xa đâu thưa quý vị. Mà nhớ một điều Đức Phật nói ra, chỉ có sanh làm người. Vì sanh làm người có năng lực, có đủ cái sáu căn, có đủ cái gì, cái trí tuệ, và có đủ cái sự suy xét về các pháp mà Đức Phật dạy được thôi, có khả năng giác ngộ được thôi. Và chúng ta bỏ quên cái lý tin lý thứ thánh đế này, hằng ngày chúng ta không có vân tập lý thứ thánh đế này thì trí tuệ nó không bao giờ nhen nhóm được. Chỉ cần một ngày chúng ta chỉ cần nhớ biết về một chút về thực tại đã là quý lắm rồi. Và chúng ta thấy được rằng khi mà nói đúng pháp ra, mà nói cái người chân thật là người nói như nào, chánh niệm không dễ gì sanh khởi. Ai nói rằng chánh niệm đi thực tập phương pháp này phương pháp kia, làm sao mà có thể được thưa quý vị? Nó hết sức nó tùy thuận vào duyên của nó mà thôi. Mà duyên của chánh niệm tỉnh giác là gì?
là nghe diệu pháp như lý thắc ý các pháp đang là, chỉ có nhiêu đó thôi. Nói chung là chúng ta không phải làm gì cả, mà chỉ có khéo như lý tác ý và khéo nghe dược pháp và như lý tác ý. Và Đức Phật đã nói là luôn luôn Đức Phật dạy về mắt tai mũi lưỡi. Đức Phật nói cái thấy là vô thường, nghe là vô thường. Cái bài kinh chuyển pháp luân chúng ta dở ra chúng ta đọc hàng bao nhiêu lần rồi, nhưng mà chúng ta có để ý đâu. Chúng ta cứ tưởng là khổ đế nó ở đâu á. Cái thấy là khổ, nghe là khổ, ngửi là khổ, lỗ xúc chạm là khổ, sân là khổ, si là khổ, tham thì là tập khởi của khổ, phải không? Như vậy là quả nó cũng có quả khổ, rồi phiền não nó cũng có khổ của phiền não. Rõ ràng hai cái này chúng ta thấy nó có mặt suốt ngày trong đời sống, chứ đâu phải là lý tứ thánh đế nó nằm ở đâu đó. Và thế giới này nó chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Và thế giới nào cũng vậy, chư thiên hay phạm thiên chỉ là cái tên để đặc định thôi, chứ còn cái pháp tánh của nó không thể thay đổi được. Mà người ta nói phạm thiên, chư thiên là sướng như này như kia, chúng ta bị lầm tưởng, bị ảo hóa. Mỗi một sát la tâm, nó có bao giờ sanh hai sát la được không? Không. Nó chỉ kinh nghiệm một cái đối tượng thì giác hay nè, một cái âm thanh hay một cái màu hay một cái mùi hay một cái suy nghĩ nào đó hay một cái cảm thọ nào đó, rồi nó diệt đi. Bản chất của thực tại là vậy. Thì có gì đáng để mong cầu? Và thực tiễn, thực tế là nó diệt đi rồi. Nhưng mà do chúng ta chưa phát triển được cái con đường tứ thánh đế, nên là chúng ta chưa thấy sự diệt tận, nên là tham ái và vô minh nó còn có cái sự bám chấp. Vì sao nó bám chấp? Vì cái sắc này, cái sắc này nè, nó sanh sâu, nó sanh sâu tới 17 sắc la tâm. Do vậy mà cái limit ta nó để lại. Và chúng ta thấy cái đời sống, nếu mà độc cư thì nó từng sắc la, mà lộ tâm thì nó chỉ có 17 cái sắc la tâm là nhiều lắm rồi, là tối đa của nó. Mà chúng ta biết là 17 sắc la tâm mà nó đi cái rẹt một cái này, một cái thấy rồi, chúng ta biết là nó đã hàng bao nhiêu là cái dòng tâm thức nó sanh khởi rồi. Chính vì vậy chúng ta bị ảo tưởng. Nên là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày nó rất là quan trọng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó là đối tượng của phát triển trí tuệ, chứ không phải là gì, chứ không phải là thiền định, nhớ nha nha. Không phải là thiền định, không phải là đề mục, nhớ nha. Đề mục là do trí tuệ nó có năng lực làm cho an tịnh các cái chuyện cái này. Bổn phận của nó là như vậy thôi. Còn chính là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày, tham sân si này nè, nó sanh khởi khi nó có mặt. Nó là đối tượng của tuệ giác hoặc là đối tượng của tà kiến mà thôi. Như vậy chúng ta thấy nó rất là quan trọng. Và khi nào chúng ta thấy được nó, khi nào mà chúng ta thấy âm thanh chỉ là âm thanh, không có trộn lẫn bất cứ cái gì vào trong đó, bởi vì bản chất của nó là như vậy. Vì âm thanh nó có biết ai đâu, nó có biết đặt tên, đặt tuổi gì đâu. Rồi cái nghe âm thanh cũng vậy, cái nghe âm thanh nó còn chưa biết âm thanh đó là âm thanh gì. Mà cái mà biết âm thanh này là âm thanh của đàn bà, đàn ông, nó không phải là cái nghe âm thanh, nó không phải là cái nghe, nó là suy nghĩ rồi, nó nhanh đến mức độ như vậy. Vậy cho chúng ta thấy được rằng không dễ dàng gì mà hiểu được âm thanh. Và tiếp theo nữa, chúng ta biết khi mà Đức Phật dạy, khi diệt con đường diệt tận đó, rồi con đường nào diệt tận tham ái này, chính là con đường chánh chi kiến, mà chánh con đường của bát chánh đạo. Thì đó, khi nào mà chánh chi kiến nó tiệm cận sát vào khi mà cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm sanh khởi này, và ở đó chúng ta cũng biết thế nào là
bát tà đạo, thế nào là bát chánh đạo, tách biệt rõ ràng là thích. Rồi chúng ta cũng biết thế nào là ngũ uẩn và thế nào là ngũ uẩn bị chấp thủ. Thế mà khi chúng ta dính mắc vào âm thanh, đó là ngũ uẩn bị chấp thủ chứ không có gì khác hết. Còn âm thanh chỉ là âm thanh, chúng ta chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó nó chỉ là ngũ uẩn sanh và diệt với bản chất của nó, đó là chánh kiến. Và chánh tư duy thì chúng ta mới thấy được những cái thứ rời rạc như này thì nó đâu có dục tầm, đâu có sân tầm, đâu có hại tầm, phải không? Nó biết đây là đống phân, đây là đống nước tiểu. Nó suy xét kỹ càng cái thân thể quế trượt để tất cả như vậy thì nó đâu có tham ái, nó đâu có tham ái, rất là rõ ràng, đâu có tham ái. À, chánh tư duy phải không? Chánh ngữ. Bây giờ mình thấy cuộc sống này có cái gì mà phải nói dối, có cái gì mà phải nói đâm thọc, có ai đâu để mà đâm thọc, mà đâm thọc đến bao giờ, đâu có con người nào đó. Khi nào mà biết thì mới có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được. Ta sống để xả ly mấy cái thứ này, đâu có gì mà phải mạng sống này cần được bỏ đi bằng một cách chân chánh cơ mà, để đạt đạo quả cơ mà, thì ta đâu có cần gì phải nuôi bằng tà mạng. Và chúng ta hiểu về nhân về quả, đói khổ hay là này kia, tất cả đều do tích lũy của nghiệp quá khứ rồi. Chúng ta hiểu thông suốt như vậy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó tự động nó sanh lên. Rồi chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, chánh tinh tấn ở đây là gì? Là nó quân bình và nó thúc đẩy cho chánh niệm và trí tuệ. Và trí tuệ, khi nào có trí tuệ thì chánh tinh tấn nó có mặt ở đó rồi, không phải cố làm cái gì cả. Khi nào mà có trí tuệ ở đó rồi thì chánh niệm nó có ở đó rồi. Và chánh niệm nó tự động nó bắt cái đối tượng cho nó. Không có ai chọn được cái đối tượng nào cho chánh niệm cả. Cái người nào mà chọn cái đối tượng cho chánh niệm, đó là khái niệm chứ không phải là phẩm chất của chánh niệm. Và khi mà có chánh kiến rồi thì chánh định nó luôn luôn là có mặt. Bởi vì chánh định là gì? Định tức là nếu mà không có sát na định thì cái tâm nó không thể sanh khởi được. Bởi vì định nó có mặt ở trong tất cả tâm, mà có chánh kiến thì chánh định đó nó đi chung với chánh kiến, được gọi là chánh định thôi. Nó đồng sanh mà, chứ đâu có phải chánh định nó sanh một lẻo rồi chánh lẻo đâu, không có chuyện đó xảy ra. Bởi vì nó đi chung với ba mấy sở hữu của nó. Nên là ai nói rằng cái con đường phát triển trí tuệ cần phải tu tập đề mục thiền định, người đó nói còn thiếu sót. Con tập thiền định đến cả ngàn năm nhưng mà không biết về cái thấy nghe ngửi nếm được xúc chạm trong đời sống hàng ngày, là những cái thực tại này, là không phải đàn bà đàn ông, là tôi là ta, là người là chư thiên là phạm thiên, mà chúng chỉ là pháp, là thực tại sanh khởi do duyên của chúng, vô thường vô ngã biến hoại đổi, thì người đó không có sự hiểu biết nào cả về các pháp. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi, phước báo phát sanh đời chư đại nhân đến tất cả thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng thứ đại thiên vương, cầu các bậc hữu ân cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc chư già xoa long vương càng thác bà súc sinh ngạ quỷ vi nhân atula diêm chúa, và thành này đến tất cả đạo hữu tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tưởng hóa. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên, thành tựu trí tuệ, thành tựu ba la mật, thành tựu minh và hạnh, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp tối thượng này. Nam mô Bụt Tha. Dạ, sa thú, sa thú, chúng con kính